Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào Được phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng nghe chương 281 của quyền 4 Lựa chọn của Dương Kiêu Theo lời kể của thanh niên có khuôn mặt trẻ măng Tên là Dương Kiêu này Hắn là người miêu Lúc trước trong làng của hắn còn tiếp đón một người thanh niên kỳ lạ, thanh niên đó kết bạn với cậu của Dương Kiêu, còn tặng cho cậu của hắn một viên thuốc trường sinh bất lão làm quà. Tuy nhiên cậu của Dương Kiêu không dám uống thuốc, nên đã chia viên thuốc làm hai nửa, đưa một nửa cho Dương Kiêu, không biết gì thử thuốc trước. Thấy cháu trai của mình sau khi uống nửa viên thuốc thật sự có được năng lực trường sinh bất lão, là tạm bỡ yên tâm uống thuốc chưa từng nghĩ nửa viên thuốc tuy có thể mang lại năng lực trường sinh bất lão Nhưng cơ qua một thời gian Lại khiến hai cậu cháu họ đau đớn sống không bằng chết cậu của dương Kiêu cho rằng dược lực của thuốc đã bị pha loãng nên bắt đầu đuổi giết cháu trai của mình khắp nơi muốn tinh luyện ra dược lực của nửa viên thuốc còn lại từ trên người hắn nếu không thành công thì dứt khoát ăn hắn luôn nó không chừng như vậy cũng sẽ đạt được hiệu quả cũng nên trong những năm bị cậu của mình đuổi giết Dương Kiều cũng đi tìm mấy vị đại tu sĩ Mượn bái làm môn hạ Tu luyện thuật pháp Cho dù không đạt tới cảnh giới đắc đạo thành tiên Để có thể trôn tránh sự đuổi giết Của cậu mình cũng tốt Nhưng mấy vị đại tu sĩ kia Đều thoái thác rằng Mình không có duyên thầy trò với hắn Chỉ cho Dương Kiều đi theo một thời gian Có thể học được bao nhiêu bản lĩnh Thì phải xem chính hắn Tuy là đi theo Mấy vị đại tu sĩ rất giỏi nhưng lại không có ai dạy thuật pháp cho Dương Kiêu Bỏ cách nghiêm túc Vì vậy nhiều năm qua mỗi lần trông thấy cậu mình Hắn vẫn cứ phải bỏ chạy thục mạng chối chết Vài năm trước Dương Kiều lại bị cậu của mình lần rát được Không còn cách nào khác Đành phải ra biển trốn đi nước ngoài Lần trốn mấy năm Thật sự không thể thích ứng được Với cuộc sống ở hải ngoại nữa Hắn lại ngồi thuyền trở về trung thổ Một lần nữa Không ngờ thuyền mới đi được nửa đường, đường, đường thì bất ngờ gặp một cơn bão lớn Cuối cùng thuyền bị lật Cả một thuyền người chỉ có mình Dương Kiêu sống sót Giờ vào năng lực trường sinh bất lão Dương Kiêu lênh đành trên biển hơn 10 ngày Cuối cùng bị sóng đánh giạt tới đây Khi đó hắn đã vô cùng suy yếu Cậu không phát hiện ra bên cạnh Còn có một bến càng lớn Đầu óc mơ màng tiến vào khu rừng trên bãi biển Sau đó thì gặp phải tình huống Giống như nhóc nhậm tam Dương Kiều ở trong rừng Lan lộn suốt một ngày Sau khi bình tĩnh lại Mới chậm rãi tìm được cách đả thông thất khiếu Chưa đợi hắn kịp tìm được lối ra Đã thấy hai tên tùy tùng đi vào Chỉ là hai người này Đã bị che mắt quá sâu Dương Kiều không thể đánh thức bọn họ Chỉ có thể chơ mắt Nhìn người đi về phía cuối sơn động Không lâu sau thì nhóc nhầm tam cũng bước vào May mắn thằng nhóc này Là tinh linh nhân sâm Được sự giúp đỡ của Dương Kiều Dân nhanh đã có thể đã thông thất khiếu Nghe Dương Kiều kể chuyện xong Nhóc nhậm tam mơ hồ cảm thấy Hình như lúc trước lão bất tử Từng kể chuyện này Có điều thời gian đã qua rất lâu Thằng nhóc không nhớ được lúc đó Quỷ bất quỷ đã nói những gì Hiện tại không phải lúc nghe đến cái này Để không cảnh tôi tam u ám xung quanh Trong lòng nhóc nhậm tam Càng thêm hối hận Sợ biết điều vậy Thì còn đánh chết nó Cũng không dám ra vẻ oai như cóc chết đây là đâu Vừa rồi không phải nhân sơn bọn ta đi vào rừng sao Sao chớp mắt lại tới đây rồi Nhọc nhậm tam đứng tại chỗ Xoay mấy vòng Phía trước và phía sau đều có cửa Nhưng nó không biết cửa nào là lối ra Xin đừng càng đi sâu vào trong hang động Không biết trong đó có thứ gì đâu Cái này ta cũng không rõ Nên ta nghĩ trong rừng nhất định Có loại thủ thuật che mắt nào đó Thôi miên thất khiếu của người ngoài Rồi để bọn họ tự đi vào Dương Kiều cũng có hơi hồi hộp Hắn chỉ vào lối đi trước mặt Nói Vừa rồi hai người kia đã đi vào lối đó Chúng ta có cần đưa bọn họ về không Nhọc nhậm tam do dự một chút Lại âm thầm thử thi triển phép đồn thổ Thơ khiếu dù đã khai thông Nhưng đồn pháp thì vân không thể sử dụng Thằng nhóc suy nghĩ một hồi Vân nói Hai chúng ta đi theo vào Thì tám phần là câu xe thành đồ ăn thêm Cho mấy thứ bên trong Như vậy đi Dương Kiều này Người đi theo nhân sâm bọn ta ra ngoài trước Bên cạnh cả bên cạnh có trợ thủ quần nhân sâm bọn ta Chỉ cần y đến Thì cho dù nơi này Còn là sâm la điện của Diêm Vương ra Ý cô có thể quẩy long trời lở đất đấy Nhọc nhậm tam thật sự Không có can đảm tiến lên phía trước Nó kéo theo dương kiêu Đi đến lối ra phía sau Vừa đi vừa gợi chuyện khích lệ bản thân Dương kiêu Người nói người lênh đênh trên biển Hơn 10 ngày mới dạt vào bờ Mấy ngày nay chưa ăn uống đàng hoàng phải không Không phải nhân sâm bọn ta bốc phép chứ Về đến bến càng rồi Chỉ cần ngươi gọi món Bất kể là gì cũng đều có thể làm cho ngươi ăn Heo, dê, gà, vịt, cá Cho người ăn nguyên một tháng Không làm lại món nào Khi bước ra khỏi cửa ra trương mặt vẫn là Một lối đi nhỏ tối tam u ám Càng đi sâu vào trong Trong lòng nhóc nhậm tam Càng thêm bất an không nắm chắc Đi đường nửa đường Thằng nhóc đột nhiên dừng lại, đi Dương Kiều bên cạnh hỏi. Không đúng, người nói xem đây rốt cuộc là lối ra hay lối vào. Vừa rồi hai người đi vào trước ngươi, đi một con đường khác, đi ngược lại với bọn họ, chắc hẳn sẽ là lối ra. Dương Kiều cũng lo lắng, nhìn ngót trước sau. Giờ tay bắn ra một quả cầu lửa màu xanh lục. Toàn bộ lối nhỏ bị chiêu lên sắc xanh lục, âm u thê lương. Vốn trong lòng nhóc nhầm tam, đã hết sức bất an Giờ lại nhìn thấy phép khống hỏa của Dương Kiêu Tạo ra lửa xanh như ma chơi Nó rụt cổ nói <laughs> Người không ra tay còn đỡ Giờ thì nhân sâm bọn ta Sợ quéo càng luôn rồi Dương Kiêu à Chúng ta đừng đi nữa Cứ chờ ở đây đi Chờ lâu không thấy nhân sâm bọn ta quay trở lại chờ thủ ở bên cảng Sẽ đến tìm nhân sâm bọn ta Trước khi y đến Chúng ta cứ ở yên tại chỗ Không đi đâu cả Dương Kiều do dự mờn hồi Mới lắc đầu nói Anh bạn nhỏ Chúng ta vẫn nên tiếp tục đi ra ngoài Lần như ở đây thật sự có thứ gì đó Nó ăn xong hai người vừa nãy rồi Kế tiếp sẽ đến lượt ta và ngươi Ta ở chỗ này lâu rồi Công đã suy nghĩ rõ ràng Chỉ bãi biển nó không dám ra tay Chỉ có thôi miền dân dụ người bên ngoài đi vào Mới có thể ra tay Cứ tiếp tục đi 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 thêm lúc nữa Biển đâu có thể ra ngoài được cũng nên Chỉ cần đến bờ biển thì chúng ta không cần sợ nữa. Nghe Dương Kiêu nói mấy câu, mà trong lòng nhóc Nhậm Tam lạnh toát, quyết tâm muốn ở lại đây chờ Ngô Miễn tới cứu mình. Cô không mạnh mẽ như trước nữa. Thanh niên mặt trẻ măng bên cạnh lại nói thêm vài câu nữa, nó liền nắm lấy tay Dương Kiêu, cùng hắn đi về phía cuối đường. Dương Kiêu, lần này ra ngoài rồi, người đi cùng Nhân Sơn bọn ta đi. Nhân Sơn bọn ta có bạn bè ở cả yêu giới và nhân gian đấy có biết yêu vương bách vô cầu không Đó là cháu trai của nhân dân bọn ta Còn có cả lão bất tử quy bất quý Ông già chính là người bạn từ nhỏ cởi chuồng lướt lên Với đại phương sư Từ phúc Lợi hại nhất thì phải kể đến ngô miễn nhà chúng ta Chính là trợ thủ đang ở bên cả ngoài kia đấy Y mà nổi giận thì ngay cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng phải gọi y là cha Nhọc nhậm tạm nói đến đây Đột nhiên cảm thấy Dương Kiều đang nắm tay nó Bất chợt run dậy Khuôn mặt trẻ con may móc quay lại Để vẻ kinh ngạc nhìn nhóc nhầm tam đi cạnh mình Cất tiếng hỏi Người nói người người biết tên là Ngô Miễn Có phải là Ngô Miễn đầu đầy tóc bạc Thoàn niên chỉ mới ngoài 20 Người còn chưa nói ý Thích trận trắng Nhà Sơn bọn ta nhớ ra rồi Lâu này nhóc nhầm tam Cũng nhớ ra mình đang nghe được câu chuyện Dương Kiêu vừa kể ở đâu Thằng nhóc vỗ đùi Nhìn thanh niên có khuôn mặt trẻ mang nói Lạc Bất Tử từng nói Năm đó ông già vàng Ngô Miễn gặp nhau ở Miêu Cương Ngồi bên có quen một người đàn ông người Miêu Tên là Lâm Hỏa Về sau bọn họ trở mặt bất hòa Lâm Hỏa còn có một người cháu trai tên là Dương Kiêu Người đã cho cậu người thuốc trường sinh bất lão Chính là Ngô Miễn Lông này, sao mặt Dương Kiêu đại biến Hạt đột điện ôm lấy nhóc nhầm tam Vân đang vô tay cười to Xoay người chạy về phía sơn động vừa rồi Nhóc điểm tam không biết đã xảy ra chuyện gì nói với dương kiều ấy sai rồi sai rồi không phải ngươi nói đó là cửa vào sao đó mới là lối ra dương kiều vừa chạy như điên vừa giải thích có người muốn ta lừa ngươi vào ga nói ta nói chỉ cần ngươi mang nhóc nhân sâm này vào ta sẽ giúp ngươi giết trừ cậu ngươi nhưng bà ta cũng không ngờ ngươi đã biết ngô miễn từ trước Lúc này trong không khí Đột nhiên vang lên giọng nói của một người khác Thanh âm nghe có chút sắc bén Nhọc nhậm tam thế mà Không phân biệt được là nam hay nữ chương 282 Ra mặt dày Đi theo con đường phía trước ra ngoài Đường ngồi mết đến đây Nghe thấy giọng nói trong không trung Giờ kiều mặt trẻ măng Chợt dùng sức ném mạnh nhóc nhậm tam ra Sau đó vùng tay ném vào khoảng không phía sau Thứ gì đó Dương kiều Ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao Chủ nhân giọng nói Không hề bị hành động của Dương Kiêu làm tổn thương Người kia chỉ cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp Ngươi không muốn ta giúp ngươi Giải quyết cậu ngươi Một lần vất vả cả đời nhàn hạ sao Ngươi không nói cho ta biết Là ngươi muốn đối phó ngô miễn Dương Kiêu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt Hi một hơi thật sâu rồi nói tiếp Ta đã gặp ngô miễn Mặc dù đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi cũng không nhớ rõ lắm Nhưng nếu phải chọn một trong hai người các người Ta chọn y Heo rồi Và người không còn tác dụng gì nữa Khi giọng nói lại lần nữa vang lên Một bóng người mơ hồ bước ra Từ phía cửa vào Khoai khắc nhìn thấy bóng người xuất hiện Giờ kiều không chút do dự Dùng cả hai tay Nem ra mười mấy cây đinh nhọn Đường mai từ dễ trúc về phía bóng người Mà thấy đinh trúc sắp đâm trúng bóng người kia Dường như có một bức tường vô hình xuất hiện Trắng trước người đó Mấy mấy cây đình trúc Bị chặn lại cố định giữa không chung Cũng không thấy bóng người có động tác gì Vậy mà mười mấy cây đinh động Đồng thời bốc cháy Nhanh mắt đã bị đốt thành cho bụi Không ngờ ngươi Là vì một người đã mấy trăm năm không gặp Mà dám đối đầu với ta Được lắm Vậy thì hồn phách của ngươi Ta cũng sẽ lấy Lời cuối cùng vượt thốt ra Bao người giơ tay để một cái về phía Dương Kiêu Cậu lúc gã làm ra động tác thanh niên mặt trẻ măng Há miệng phun ra một ngụm máu tươi Sau đó ngã xuống đất Bắt đầu co giật dữ dội Bao người vốn muốn kết liễu Dương Kiêu Nhưng lại phát hiện nhóc nhầm tam mơi đó Mà đã lùi mất không thấy bóng dáng Bao người không dám chủ quan Lại đánh ra một luồng gió về phía Dương Kiêu Luồng gió mạnh quất vào người thanh niên mặt trẻ măng Mà từ lập tức phun ra như suối Mong người cho rằng Dương Kiêu Hà là phải chết chứ không thể nào sống nổi Lâu này mới tiếp tục đuổi theo Về hướng nhóc nhậm tam biến mất Gà lò thằng nhóc sẽ quay lại Báo với ngô miễn Thế mà lại quên mất Dương Kiêu Cũng có khả năng phục hồi của người trường sinh bất lão Mặc dù khả năng này kém hơn Mấy người ngô miễn hay quảng nhân Nhưng cũng đủ để Dương Kiêu Không chết vì vết thương này Bao người đuổi theo đến sơn động Nơi Dương Kiêu và nhóc nhậm tam gặp nhau lúc nãy Gã đang định băng qua nơi này Chạy về lôi ra ở đối diện Thì đột nhiên dừng lại Bao người cất tiếng cười lạnh lạnh Quay đầu sang trái Nó với một mặt tường Xuyên nửa đã bị ngươi lừa Vẫn chủ quan quá Không hổ là nhậm tam Đã đi theo quy bất quy Lang bạt nhiều năm Nhưng thật đáng tiếc Nếu ảo à thuật của người tinh diệu hơn một chút Nó không chừng Thật sự có thể lừa gạt được ta Nó dứt lời Bao người làm động tác giống như vừa làm với Dương Kiêu đưa tay điểm một cái Về phía mặt tường trước mặt Sau đó liền kẻ thấy trong không khí Chuyển đến tiếng hét thảm thiết của nhóc nhậm tam Cổ nhân sâm tinh Từ giữa tường hiện ra rơi xuống vỡ ca xuống đất Thằng nhóc phun ra một ngụm máu tươi Không ngừng hét lớn Ngô miễn ra cứu nhân sâm đi Lần sau nhân sâm bọn ta Không nghe lời lóc bất tử kia nữa Người đừng chấp nhặt nhân sâm bọn ta mà Nhân sâm bọn ta không dám nữa đâu Vô ích thôi khi tức của y vẫn còn ở bên cảng Không thể nào đến đây vào lúc này được Bao người dùng như đang nhìn con heo con dê Sắp bị làm thịt Lên nhìn nhóc nhầm tam Rồi tiếp tục nói Vốn ở đây không có chuyện cuồng gây Chỉ người tự đưa mình tới cửa Ta dùng vọng hồn tu luyện thuật pháp Gặp phải bế tắc Đang lúc cần một yêu phách Có chút đạo hạnh để thao gỡ vương mắt Nếu người không tự mình tìm đến cửa Chắc ta còn phải tốn rất nhiều thời gian để tìm được yêu phách sống lâu như người đấy Người là đồng lõa của đám tưởng nguyên Chu Quảng Nghĩa lông này nhậm tàm cũng hiểu ra Nó run rẩy lùi lại Miệng vẫn nói tiếp Trước đó cô miễn vẫn không tin Hai người bọn họ là chủ mưu Người đừng làm bậy nha Nhà dân bọn ta cũng có chống lưng đấy Đã thừa sĩ tịch ưng chân người chọc vào nổi không Còn có cả ngô miễn quy bất quy Từ phúc Nếu nhà sơn bọn ta gặp chuyện gì Bọn họ nhất định Điều tra xem là ai làm Không tra ra được đâu Không ai biết ta hấp thụ yêu phách của ngươi Tội dành gây ra cái chết của ngươi Hiển nhiên sẽ đổ lên đầu dương kiêu Có điều nhóc con ngươi có thể yên tâm Ta đã báo thù cho ngươi rồi Trong khi nói Bóng người đã đi tới trước mặt nhóc nhầm tam Đưa tay túm cổ nó nhấc lên Bóng người mở miệng Đối diện với mặt thằng nhóc Mà hút một hơi thật sâu Chào Lô thực hiện động tác này Nhọc nhậm, nhậm tam Đã cảm thấy đầu váng mắt hoa Nó có cảm giác như mình bị một lực hút cực mạnh hút lên Bay về phía miệng của bóng người Đúng vào lúc này Từ hương lôi đi nhỏ Đột nhiên có người hét lên Ngô miễn sao bây giờ người mới tới Tiếng hét vừa vang lên Bao người bất giác không tự chủ được Bị phân tâm ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh Nhìn thấy Dương Kiều cả người đầy máu Đứng ở cửa lôi đi Giờ tay về phía gã Bắn ra một chuỗi đình trúc Đình trúc tuy rằng không có lực sát thương gì với gã Nhưng lúc này Đã sắp hấp thu được yêu phách của nhóc nhậm tam Bao người không muốn có thêm phiền phức Đống lúc gã Chuẩn bị đánh rớt đám đình trúc Rồi một lần nữa giết chết dương kiêu Mây cây đình trúc bay tới trước nhất Bông nhiên bốc cháy Một chuỗi đình trúc trong nhanh mắt Biến thành một chuỗi cầu lửa đánh về phía gã Chút trò vặt vãnh Bao người hừ lạnh một tiếng phất ống tay áo vào chuỗi cầu lửa chuỗi cầu lửa liền bị cuốn vào tay áo của gã ngay sau đó gã lập tức vung tay áo về phía dương kiều mười mấy quả cầu lửa bên trong đánh thẳng vào người thanh niên mặt trẻ măng kia dương kiều không kịp đề phòng đã bị cầu lửa đánh trúng vào người lập tức biến thành một ngọn đuốc sống nga xuống đất kêu rên ta mơ xem thử bản lĩnh trường sinh bất lão của người lợi hại đến mức nào đến cả lửa cô không thể thiêu chết ngươi sao Nhìn thấy thanh niên trẻ măng nọ Đã không còn khả năng chống trả Bóng người không để ý tới hắn nữa Quay đầu nhìn nhóc nhầm tam Vẫn đang bị gã túm chặt trong tay Gã đang định làm lại thủ đoạn rồi Hút lấy yêu phách của thằng nhóc Đột nhiên nhìn thấy nhóc nhân sâm trong tay Đã ha miệng ra trước một bước Trong lúc bóng người đang băn khoăn Khỏi bên nó muốn làm gì Thì đột nhiên nhìn thấy một quả cầu lửa màu đỏ cam Từ miệng thằng nhóc phun ra Đánh thẳng vào mặt bóng người Quả cầu lửa đánh vào mặt bóng người liệt bất ngờ phát nổ sau đó lan ra như một mảnh túi ra bao trùm lấy đầu bóng người bao người không ngờ rằng nhóc nhậm tam vô đàn đưa cá nằm trên thớt lại có khả năng đánh trả gà hét lên một tiếng rồi quăng mạnh nhóc nhân sâm trong tay xuống đất tiếp đó thi triển thuật pháp dập tắt ngọn lửa trên đầu mặc dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng bóng người vẫn bị bỏng đau đến mức liên tục hít khí lạnh không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này Đây không phải yêu hỏa Mà là thuật pháp của phái phương sĩ Là do quy bất quy dạy cho ngươi nhỉ Bao người lại lần nữa Tôm cổ lôi nhóc nhậm tam lên Vừa rồi thằng nhóc Bị gác quăng mạnh đang gất xỉu Bị lạc quả lắc lại mà vẫn không hay biết gì Rõ ràng là yêu Mà sử dụng thuật pháp của con người Công ra dáng ra hình đấy Mặc dù còn lửa trên đầu Đặt tắt Nhưng trên mặt bóng người Vẫn bốc khói nhẹ nhẹ Bao người bị thương đến cả phần miệng Nói vài lời đã đau đến nhe răng trợn mắt Nhưng nhậm tam đã ở trong tay Có đau đến mấy Cô phải nghiên răng chịu đựng Bao người hoãn một hơi Lấy lại sức Rồi một lần nữa thi triển thuật pháp Bắt đầu hút yêu phách của nhóc nhậm tam Lần này chưa kịp hút vào Gã đã nhìn thấy Một tia lợn bất ngờ loe lên Ở nơi bốc khói dày đặc nhất trên mặt mình Rồi ngay lập tức bùng lên thành lửa lớn Bao người hét to một tiếng bất chập luôn cả nhóc nhầm tam trong tay Gai ném nó xuống đất rồi lại tự mình dập lửa lần nữa sau khi dập được lửa bao người cảm thấy mù mờ không hiểu tại sao vừa rồi là nhóc nhầm tam ra tay đánh lén gã nhưng lần này chuyện gì đã xảy ra vừa rồi mình dập lửa chưa hoàn toàn tắt hẳn dẫn đến cho tàn lại cháy sao trước mắt chỉ có một cách giải thích như vậy lần này bao người cẩn thận dập tắt ngọn lửa trên đầu sau khi xác nhận không có khả năng bén lửa trở lại Ngày lâu gã một lần nữa Tòm lấy nhóc nhầm tam Chuẩn bị ra đòn Trên mặt lại loay lên một tia lửa Lửa lớn bồng lên lần thứ ba chương 283 Quá khứ không muốn nhắc đến Sau lần thứ ba dập tắt ngọn lửa trên đầu Bóng người ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ Một hồi lâu sau lấy lại bình tĩnh Gã nói với khoảng không trước mắt Có phải là chỉ cần ta bắt lấy nhậm tam người sẽ dùng lửa thiêu ta lửa còn chưa dứt đau của bóng người lại bốc cháy lần thứ tư trong lúc gặp quyết quyết dập lửa giọng nói đặc trưng của cô miễn vang lên ai bảo người nghĩ ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ sau khi dập tắt lửa bóng người nhìn chăm chăm vào vị trí phát ra âm thanh lại thấy nam nhân tóc bạc Ngô miễn trắng từ đầu đến chân đang đi vào từ hướng cửa ra y hoàn toàn không để ý đến bóng người Đã tỏ ra có chút rụt rè liếc mắt nhìn nhóc nhậm tam Bất tình nằm dưới đất lẩm bầm nói Bây giờ đã biết năng lực của mình Được bằng nào chưa Sau này còn dám chạy lung tung nữa không Ngô miễn vừa nói vừa nhắc chân đi đến vị trí Nhậm tam ngã xuống đất Bóng người vội vàng lách mình né tránh Cũng không dám khiêu khích nam nhân tóc bạc này Chỉ lặng lặng rút lui Về phía lối đi bên kia Chỉ cần ngô miễn vừa có động tác là gã sẽ lập tức bỏ chạy ngay Phía trên lối đi Có một cơ quan Mặc dù không thể làm gì được nam nhân tóc bạc này Nhưng ít nhất Vẫn có thể cản chân y một lúc Cho gã có cơ hội thi triển độn pháp trốn đi Cổ lốc bóng người Lui về phía lối đi Ngô miễn đã bế nhóc nhậm tam lên Ôm vào lòng Thấy bóng người kia không bỏ chạy Nam nhân tóc bạc cất tiếng cười đặc trưng của mình Nói còn tưởng rằng người đã bỏ chạy rồi cơ Không ngờ lá gan của người Tinh ra cũng không nhỏ Không hồ là người được đại phương sư tử phúc dạy dỗ Đừng nói bậy Ta là hiếu khiên Của khiển quỷ môn Làm sao lại có quan hệ với đại phương sư tử phúc được Bóng người cười lạnh một tiếng nói tiếp Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì Đợi ta quay lưng lại Ngươi sẽ thừa dịp này tấn công Vậy tại sao ta phải cho ngươi cơ hội Khiển quỷ môn Cái tên này người nghĩ ra đấy nhỉ Hiếu khiên Tiêu khiển Người thật đúng là không biết đặt tên Trong khi ngô miễn nói chuyện tay còn lại của y Đã phun ra pháp khí tham lăng Sau khi có pháp khí trong tay Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói với bóng người Không cần biết người là ai Chết rồi Thì đều sẽ lộ ra nguyên hình Để lúc đó Ta sẽ mang thi thể của người đi gặp tử phúc Nghe xem ông ta nói thế nào Ngô Miễn còn chưa nói hết câu Bóng người kia đột nhiên Đành ra mấy luồng gió mạnh Về phía nhóc nhậm tam Mà y đang ôm trong ngực Nam nhật tóc bạc dựa vào năng lực trường sinh bất lão Có thể mặc kệ mấy luồng gió này Nhưng nhóc nhậm tam Thì không thể chịu được Nhìn thấy bóng người làm ra động tác Ngô Miễn liền đưa tham lang ra Che chắn trước người nhóc nhậm tam Sau vài tiếng leng keng Ngô Miễn điền lại về phía bóng người Thì gã đã quay người bỏ chạy Về phía lối đi Nam nhân tóc bạc cười khẩy nói Trốn hả Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng Ý đang nâng tham lăng lên Chém một nhát về phía vách động cách lối đi một đoạn Ngồi mến dường như Đã tính toán từ trước Vị trí y bồ đao vỡ vặn Là nơi mà bóng người đi ngang qua Phía sau vách động vang lên tiếng rên rỉ Sau đó là âm thanh Của vật nặng rơi xuống đất Sau khi nghe được Một đau mình chém xuống Đã có thu hoạch Ngô Mết ôm nhóc nhầm tam trong tay Bước ra khỏi sơn động Khi đến cửa lôi đi Yên nhìn bóng người đầy máu ngã sóng xoài dưới đất nói Còn có lời gì muốn nhắn gửi từ phúc không Ta có thể thay mặt Trong khi nói Ngô Mết lại dơ tham lang lên Chờ đợi bóng người nói gì đó xong Là sẽ bổ đao xuống Bóng người loạn troạn đứng dậy Nói với nam nhân tóc bạc Ta nói rồi Ta là hiếu khiên Đến từ khiên quỷ môn Đại phương sư từ phúc thì sao Ông ta là đại phương sư của phái phương sĩ Không quản được khiển quỷ môn chúng ta Bao người vừa nói Vừa nhìn chăm chăm ngô miễn Khi nhìn thấy y Đã bước hẳn vào lối đi Các đột nhiên giơ tay lên Nắm một cái vào không khí Cùng lúc bóng người thực hiện động tác này Bên trong lối đi Đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội Kể đó là vô số tảng đá Từ trên đỉnh đầu rơi xuống không ngừng Một mình ngô miễn thì không sao nhưng hiện tại còn có nhóc nhầm tam Đang hồn mê nằm trong lòng lo lắng tảng đá sẽ làm tổn thương nhóc nhân sâm Ngồi mới xoay người rút khỏi lối đi Quay trở lại sơn động Một lúc sau Tảng đá phía trên lối đi ngừng rơi Khi ngồi miễn bước ra lần nữa Bóng người đã biến mất không còn dấu vết Hẳn là gã nhân cơ hội Đất đá rơi xuống Mà sử dụng đột pháp ngũ hành trốn thoát rồi Hòa thượng chạy được Chưa chùa thì không Chúng ta sẽ gặp lại trên biển ngồi bên hoàn toàn không quan tâm bóng người kia chạy trốn ngay trước mắt mình so với gã thì y càng quan tâm đến nhóc nhầm tam đang hôn mê trong lòng mình hơn y lướt nhìn nhóc nhân sâm mê man thiếp đi tiếp tục nói không biết đau thì lần sau ngươi sẽ còn quậy phá chơi ngông hơn nữa đau đớn một lần và tốt hơn là chết Nhóc nhầm tam không biết mình đã hôn mê bao lâu khi mở mắt ra thì khuôn mặt đầu tiên nó nhìn thấy Chính là tên thổ lỗ Bách Vô Cầu Thằng nhóc không hiểu tại sao Lại nhìn thấy tên thổ lỗ vào lúc này Chẳng phải hắn đang hộ tống lão bất tử Mò mẫm trong địa cung của Yên Ai Hầu sao Có điều vừa mới trải qua Một chuyện khủng khiếp như vậy Vừa mở mắt đã nhìn thấy tên thổ lỗ Điều này ít nhất chứng minh nó vẫn còn sống Thế là thằng nhóc Quả lên khóc một trận nghẹn ngào nói Cháu trai Nhân dân bọn ta tưởng rằng Sẽ không bao giờ gặp lại ngươi được nữa người không biết đâu lúc các người không có mặt nhân sâm bọn ta bị người ta ức hiếp đúng rồi ai đã cứu nhân sâm bọn ta đây là đâu không phải nhân sâm bọn ta đã chết rồi đây chứ cháu trai người cũng xuống đây hả là bất tử cha ngươi đâu rồi có phải ông ta lại rời trò không chịu xuống cùng ngươi không không phải nhân sâm bọn ta nói người chứ cháu trai à người quá tốt bụng đôi đại với cha ruột của ngươi ấy à cần đánh thì đánh nên bắn thì phải mắng Người là yêu vương không phải con người Cần gì học bọn họ giả bộ hiếu thảo Ồ là bất tử Sao người cũng ở đây Thằng nhóc đang nói say sưa Thì nhìn thấy ngồi bên cạnh mình Là ngô miễn và quý bất quý Đang cười tủm tìm Nhằm nhờ sâm dò hỏi một hồi mới biết Mình đã hôn mê suốt một ngày một đêm Còn hai cha con quý bất quý và bách vô cầu Cũng vừa mới đến bến cảng Nghe tin nhóc nhập tam bị thương bất tỉnh Thì vội vàng chạy tới kiểm tra không ngờ bách vô cầu vượt thò đầu Nhìn một cái thì nhóc nhậm tam đã mở mắt Nhóc nhậm tam mới hỏi ngô miễn Là mình đã trở lại bến cảng bằng cách nào Ngô miễn đáp mấy câu lấy lệ Nói rằng sau khi phát hiện thằng nhóc đi lâu không trở lại Y liền đoán được chuyện gì đã xảy ra Y đến hỏi quản sự biến cảng tiền A Đại Tiền quản sự không dám dâu diếm Lúc này mới nói ra Chuyện đã nhờ tiểu thần tiên Giúp đỡ xử lý vùng biển ma quái bên kia Ngô bên nghe xong Liên chạy đến bãi biển đó Trận pháp trong rừng cây đối với y Chỉ như cho trẻ con Y xuyên qua trận pháp Rồi tìm thấy một cửa động ngầm Được che giấu kỹ càng Sau khi đi xuống Y nhìn thấy bóng người Bị nhóc nhậm tam Dùng phép khống hỏa đốt đầu Nhìn thấy thằng nhóc đã hôn mê bất tỉnh Ngộ miên tức giận liền thi triển thuật pháp Thiêu đầu bóng người thêm hai ba lần nữa Coi như chút giận Lúc sau bóng người trốn thoát Ngộ miên phát hiện Có mấy trăm hồn phách được chiêu hồi đến cất giấu ở đây. Sau khi thi pháp giải phóng những hồn phách bị giam cầm trong sơn động, y mới đưa nhóc nhậm tam và người thanh niên bị thiêu cho không ra dạng gì kia rời khỏi đó. Ngài Ngô Miễn nói đến đây, nhóc nhầm tam vội vàng nói: "Ngươi còn nhớ lúc người đến Miêu cưng gặp một người tên Dương Kiêu không? Người bị thiêu chính là Dương Kiêu." Cả người không đem hắn đi chôn rồi đấy chứ Người còn nhớ thiêu niên người miêu Tên là Dương Kiêu không Cậu của hắn tên là Lâm Hỏa gì gì đó đây Không nhớ rõ Là người ta quen sao Nghe thấy tên Lâm Hỏa Trên mặt ngô miễn không có biểu cảm gì đặc biệt Giống như là lần đầu tiên Nghe đến cái tên này Thế nhóc nhậm tam còn định nói gì đó Y liền trước một bước truyền chủ đề Nói với quý bất quý Ông già giấu chiêm tổ kỹ chưa Cái gì mà giấu với diễm Chúng ta không phải là vì tránh lao giả tử phúc kia sao? Quý bất quý cười khà khà lại nói tiếp Có điều chỗ kia ngoại trừ ông già ta Và con trai ngốc nhà chúng ta ra Không có ai có thể tìm được Lâu này Bạch vô cầu cũng chen vào một câu Chủ yếu là ông đây thôi Ông già Nếu không có ông đây Tự trả có thể tìm được cái mai rùa kia không chương 284 Truyền tin Về chuyện dấu kín chiêm tổ như thế nào Hai cha con bọn họ Chỉ nói đến đó rồi thôi Mặc cho nhóc nhầm tam quân lấy dò hỏi cớ nào Hai cha con quy bất quý bách vô cầu Đều không nói thêm gì nữa Ngay cả vị yêu vương bệ hạ gây thương Ruột để ngoài ra kia Cũng như bị cấm khẩu Dù nhóc nhầm tam có dụ dỗ thế nào Thì hắn cũng không nói ra nơi giấu chiêm tổ Vô gì nhóc nhầm tam Giờ đến kéo cả ngô mễ xuống nước với mình Nếu nằm nhân tóc bạc mở miệng Quỳ bất quý bách vô cầu Có thể nào cũng phải cho ý chút thề diện có điều Ngô Miễn lại không mây hứng thú với chiêm tổ Ý công không có ý định dùng chiêm tổ Để bói toán sở mạnh cho mình Thế không thể hỏi ra chỗ dấu giếm chiêm tổ Từ miệng hai cha con nhà kia Nhóc nhậm tam hết cách Đành phải bỏ cuộc Dù sao ngày tháng con dài Nó không tin cháu trai của mình Có thể mạnh miệng mãi được Hết giờ Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Đã đến bến cảng Nhóc nhậm tam cũng đã tỉnh lại Ngô miễn quyết định nhanh chóng tìm đến chỗ Từ Phúc theo suy đoán của nam nhân tóc bạc người xuyên giết chết Nhóc Nhân Sâm chính là người ở bên cạnh Từ Phúc bây giờ đẩy nhanh tốc độ chạy tới và lúc bắt được người kia trước đó khi tưởng nguyên và Chu quảng nghĩa chết ngồi bên đang nghi ngờ không chỉ có hai người bọn họ nhưng Từ Phúc lại không coi trọng chuyện đó bây giờ đi qua vừa hay Có cớ chất vấn về đại phương sư kia đã dạy ra loại đồ đệ kiều gì chỉ là Dương Kiều bị thương nặng Tuy nhờ có dược lực của nửa viên đan dược Nên không chết được Nếu cũng là do dược lực chưa đủ Lâu này hắn vẫn lâm vào hôn mê Năng lực tự hồi phục của hắn Chậm hơn nhiều so với ngô miễn và quy bất quy Khắp người vào mặt Dương Kiều Hiện giờ vẫn đầy vết bỏng Thậm chí không thể nhìn ra tướng mạo ban đầu Theo suy đoán của quy bất quy Phải mất giam ba ngày nữa Thì thanh niên có khuôn mặt trẻ mang này Mới có thể hoàn toàn bình phục Mấy người ngô miễn quý bất quy Không muốn chỉ hoan thêm nữa Nên đã nhờ quả sự bên cảng Chăm sóc người này thật tốt Bây giờ bọn họ phải ngồi thuyền ra biển Sau khi từ ngoài biển trở về Sẽ đón người đi Tiền quả sự dối giết đồng ý Lập tức bố trí đại phu trên bến cảng Phụ trách chăm sóc dương kiêu Buổi chiều hôm đó Ngồi miễn quý bất quy Dẫn theo hai con yêu quái lên thuyền lớn Khởi hành đi đến vùng biển của tử phúc Ông già đích thân vẽ hải đồ và lộ trình Giao cho thuyền trưởng Cứ theo phương hướng này mà đi Sau khi thuyền lớn rời khỏi bến cảng Quý bất quý tranh thủ lúc hai con yêu quái Đang chơi đùa trên bong Lên mọ đi đến bên cạnh ngô miễn Cười khà khà nói <laughs> À vừa rồi ông già ta Có đến bãi biển nơi nhân sâm gặp chuyện Pháp khí nhốt linh hồn ở đó Đã bị phá hủy Hẳn là do người làm đúng không Ông còn thèm muốn món pháp khí đó hả Ngồi bên không chút để ý liếc nhìn quy bất quy bỏ cái Sau đó lấy từ trong ngực ra Một mảnh vỡ gốm xứ Đặt mảnh vỡ vào tay ông già Nhìn quy bất quy mò mẫm Sờ soạn hoa văn trên mảnh vỡ Ê nói tiếp 36 vải gốm 56 sinh hồn Và 925 vong hồn Chưa tính số lượng đã bị tiêu hóa Sinh hồn Hồn của người sống là thứ bị hút ra khỏi cơ thể Thì người ta sẽ chết Còn vong hồn là sau khi người chết Hồn xuất khỏi cơ thể Quỷ bất quỷ cười một chút rồi nói Đây là nửa phần chú pháp dẫn hồn Tuy không phải tuyệt kỹ đồng môn của phai phương sĩ Nhưng năm đó Còn ở tông môn ông giả ta Từng gặp qua thuật pháp như vậy Nếu ông giả ta có thể gặp được Thì đương nhiên người khác cũng có thể nhìn thấy Chỉ cần trên thuyền cũng có Thì về cơ bản có thể xác định kẻ đó Là người bên cạnh tử phúc Vốn từ đầu Ngồi bên đã định sử dụng Mảnh sứ làm bằng chứng Bây giờ nghe được quần gốc của hoa văn Trên mảnh sứ từ miệng quy bất quy Ý lấy lại mảnh vớt từ tay ông già rồi nói à, Ông công nói đây Không phải là thuật pháp độc môn Của phai phương sĩ Vậy không thể là người ngoài làm ra sao À thuật pháp này Trên đất liền đã thất truyền từ lâu chỉ sợ đến chính bản thân từ phúc Cũng không tin trên đất liền Vẫn còn người có thể thi triển thuật pháp như vậy Quỷ bất quỷ cười khà khà Tiếp tục nói với ngô miễn Đối với ông giả ta Người cũng khỏi cần diễn nữa Trong đầu ngươi sớm đã xác định được kẻ đó rồi Trừ khi hắn Cũng có thân thể trường sinh bất lão như chúng ta Nếu không thì chỉ cần triệu tập tất cả các phương sĩ Không có mặt trên thuyền vào đêm xảy ra chuyện Cho bọn họ cởi quần áo ra Nhìn một cái là có thể biết là ai làm Cho dù có dùng thuật pháp Và thuốc để loại bỏ vết thương Ông già ta vẫn có biện pháp Khiến hắn lộ nguyên hình Lần này hắn có mọc cánh Cũng khó mà thoát được quy bất Quỷ bất quy mới nói tới đây Nhóc nhầm tam nhảy đót chạy vào khoang thuyền Thấy chỉ có một mình thằng nhóc đi vào Ông già cười hỏi Nhân sâm Chào trai của ngươi đâu Sao lại mặc kệ nó rồi Đừng nhắc nữa Có trai gốc của ngươi đang chờ hải yêu Thằng nhóc rót cho mình một ly rượu Uông xong mới tiếp tục nói Lá bất tử lần này lạ lắm nha Đã ra biển một lúc lâu rồi Mà chả nhìn thấy con hải yêu nào Còn trái ngốc nhà các người Vẫn đang đợi hải yêu đến bái kiến Kết quả là đến một con tiểu yêu Cũng chẳng thấy đâu Vừa rồi hắn còn lầm bẩm Liệu có phải hải yêu đã chọn được hải yêu vương mới rồi hay không Chưa đợi nhóc nhầm tam nói xong Bách vô cầu Đã đi theo vào trong khoang Nhậm lão tàm người đánh giám Ông đây nói là cái chức hải yêu vương Ông đây chưa muốn làm Yêu vương trên đất liền Còn phải nhờ Bách Cương làm thay ông đây Lại thêm một cái hải yêu vương Còn để ông đây sống nữa không Lần này không có hải yêu chào đón Chẳng trách ông giả ta Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó Ngày thấy cuộc trò chuyện giữa hai con yêu quái Quy bất quy bật cười kha kha Đứng dậy nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc theo cha người ra ngoài hóng gió Ông già ta lớn tuổi rồi Không thể ở trong khoang thuyền mãi được Và nên ra ngoài vận động một chút mới tốt Thế là bách vô cầu Dìu quy bất quy đi lên bong Ông già viện tay vào mạn thuyền Khi một hơi thật sâu rồi nói Đông là Không cảm nhận được chút yêu khí nào Sau yên biển lặng thế này Không biết còn tưởng hải yêu Đều chết sạch cả rồi Nói đến đây Quý bất quý cổ quái cười một tiếng Sau đó Kiểu bách vô cầu đi nói với thuyền trưởng Cho rừng thuyền thả neo Tuy thuyền trưởng không biết ông giảm bù này Muốn làm gì Nhưng vẫn làm theo yêu cầu khách quý Của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy Nhìn thuyền trưởng hạ lệnh Cho mời mấy thuyền viên bắt đầu thực hiện Các bước hạ neo Cuộn buồm cho thuyền dừng lại Bạch vô cầu khó hiểu hỏi Ông giả Mới vừa rồi không phải cha còn nóng lòng Muốn gặp từ phúc sao Giờ làm thế này là có ý gì Lúc nãy là lúc nãy Bây giờ là bây giờ quý bất quy cười một chút rồi nói tiếp Con trai ngốc Cha đây hỏi ngươi Nếu muốn thuyền của chúng ta chỉ hoãn trên biển thêm 8 ngày 10 ngày Thì ngươi sẽ làm gì Sẽ làm gì à Nếu là ông đây Vậy thì sẽ triệu tập tất cả yêu quái trên biển Để làm gọi mấy người hết Bách vô cầu dường như Không tin mình cũng ở trên thuyền Trần tròn đôi mắt to như mắt mỏ Tiếp tục nói nếu không giết được các ngươi không phải đánh đắm con thuyền này thuyền đắm rồi sẽ mấy người làm sao tiếp tục tiến về phía trước được nữa lần này người đã đúng trọng tâm rồi đấy quy bất quy cười khà khả nói tiếp <laughs> nếu muốn cầm chân chúng ta vài ngày biện pháp tốt nhất chính là đánh đắm thuyền đương nhiên chúng ta sẽ không chết nhưng nếu thuyền đắm rồi chúng ta không thể tự bơi đi tìm lão già tử phúc được đúng không Thế là sẽ chậm mất nhiều ngày Đủ thời gian để người kia Bình phục vết thương Mà muốn đánh đám thuyền Thì không thể tránh được đám hải yêu Luôn cuốn lấy người Cho nên người kia dứt khoát Thi truyền thủ đoạn Xua đuổi hết hải yêu đi Bây giờ đã hiểu tại sao Không thấy yêu quái dưới biển nào nên định nọt yêu vương người chưa Người kia Người nào cơ Bạch vô cầu suy nghĩ một lúc mới nhận ra Cha ruột của mình đang nói đến ai Hắn tiếp tục nói Không đúng Thế ông già cha tự cho thuyền đậu lại Thì cũng chỉ hoãn thời gian còn gì Nó vậy thì khỏi cần đánh đám thuyền nữa Tự chúng ta đã lãng phí thời gian rồi Lãng phí thời gian Người kia đã quên mất một việc Quy bất quy cười một chút Làm mặt xấu với đứa con trai nhặt nhà mình Rồi nói tiếp Hắn đã quên đây là thuyền của hiệu buôn tứ thủy Hiệu bồn tư thủy có phương thức truyền tin của riêng mình Mà đi gọi thuyền trưởng đến Bảo ông ta dùng cổ ngữ truyền tin cho hai vị chủ nhân Dặn hai người bọn họ đi tìm tử phúc Nhờ đại phương sư điều tra Các phương sĩ bên người có ai bị thương không Người bị thương chính là kẻ tình nghi Đứng sau màn hạ độc thủ Với tưởng nguyên và chu quảng nghĩa Một lúc sau Trên thuyền liền có tiếng trống vang lên Có một bóng người đứng trên mặt biển Cách bọn họ khoảng ngàn trường Nghe thấy cổ ngữ Bao người hy sơ mượn hơi rồi nói Người cho rằng tin tức này Có thể truyền đi được sao Vậy thì đại khai sát giới thôi chương 285 Người đàn ông mặt xẻo Một con thuyền khác của hiệu buôn tứ thủy Cũng khởi hành từ bến cảng Đăng Châu Nghe thấy cổ ngữ Lập tức gõ chống phản hồi Sau đó thuyền buôn đã đi đường nửa đường, đường Lại thay đổi phương hướng vào một vòng lớn rồi chạy về một vùng biển khác. Nửa canh giờ sau, con thuyền buôn biến mất khỏi tầm mắt những người trên thuyền lớn. Trên con thuyền buôn nửa đường thay đổi lộ trình, một viên kế toán phụ trách áp tài hàng đang hỏi chuyện người thuyền trưởng vừa ra lệnh cho bọn họ đổi hướng. Triệu lao đại, chúng ta vốn đã khởi hành muộn rồi. Nếu bây giờ lại thay đổi tuyến đường đi một vòng lớn nữa, vậy thì thật sự sẽ không kịp giao hàng đúng hạn đâu. Nếu chủ hàng quả Tranh và cơ bảo chủ hàng Đi tìm hai vị chủ nhân của chúng ta Thuyền trưởng vô vô bảo vai Của kế toán tiếp tục nói Vừa rồi có nghe thấy tiếng chống truyền Từ thuyền lớn đến không Người mới lên thuyền không lâu Không biết cổ ngữ truyền đạt cái gì Để lao Cà ta dạy ngơi một chút Cổ ngữ truyền tin Một chúng ta đến hiệu đông báo tin Lao Cà Cà ta đây lái thuyền Cho hiệu buôn tứ thủy Ngót 30 năm rồi Vừa chưa từng tận mắt đến tới hai vị chủ nhân nó không chừng Nhờ phúc của đợt cổ ngữ này Ta lại được tận mắt Nhìn thấy chủ nhân cung nên Có lẽ còn được hai vị chủ nhân ban thưởng Đừng nằm mơ nữa Hai vị chủ nhân của các ngươi Chỉ có thể thưởng thêm cho cả một thuyền người của các ngươi Một chút tiền thừa kế mà thôi Cầu lúc dạo nói vang lên Một bóng người mờ hồ xuất hiện trên bong thuyền Bóng người nói với thuyền trưởng Và kế toán đã bị dọa cho ngây người có trách thì trách các người ra biển Không xem hoàng lịch Hôm nay kiêng ra biển Hợp sát sinh Trong khi nói Bao người phất tay đánh giá vài luồng gió mạnh Về phía thuyền trường và kế toán Bao người biết mình đã ra tay Thì hai người này chắc chắn phải chết Cổ lúc đánh ra luồng gió Thì gã cũng xoay người đi tìm những thuyền viên khác Những người trên thuyền này Nếu có ai đó vô tình trốn thoát Thì bản thân gã sẽ gặp rắc rối lớn ngay khi bóng người dơ tay lên Muốn xuống tay với mấy thuyền viên khác Trong lòng gã đột nhiên khét động Vì sao không nghe thấy Tiếng thuyền trường và kế toán ngã xuống Để khi bóng người quay ngoắt lại nhìn Mới thấy hai người kia vẫn lành lặn Đứng trên bong thuyền Trợn tròn mắt nhìn mình Trong ngay mắt bao người đã biết Có chuyện gì đã xảy ra Gà cùng không dư thời gian bận tâm hai người kia Xoay người chạy nhanh vài bước Đạp chân xuống bong thuyền Nhút người muốn nhảy xuống biển Khoảnh khắc cơ thể gã nhảy bật lên Cổ áo phía sau Trở bị cao căng như thể có ai đó túm lấy Sau đó quật mạnh gã Ngã xuống bong thuyền Lông người ra cửa Nhìn lâm hoàng lịch rồi Đánh tiểu nhân Đòi oan tình Mới là vận số của hôm nay cầu lông giọng nói Mang theo chút cay nghiệt này văng lên Ngồi bên tóc bạc cũng xuất hiện trước mặt bóng người Nằm nhân tóc bạc lúc này Ngay cả tham lang cũng lười lôi ra Yên nhìn bao người ngã sóng xoài dưới bong thuyền nói Thư thuật pháp không ai biết của ngươi Tình ra cũng không tệ Đã như vậy rồi Mà còn có thể che giấu tướng mạo Nhưng mà đợi đến lúc ngươi tắt thở rồi Thuật pháp này cũng tự động phế bỏ nhỉ Thì ra chuyện dừng thuyền Chuyện cổ ngữ gì đó Đều là thủ thuật che mắt Lâu này thì bao người cũng hiểu ra rằng Mình đã rơi vào cây bẫy của ngô miễn quý bất quý Gà cười khổ một tiếng tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc Không ngờ à, Một tiểu nhân vật như ta Lại có thể khiến các người sử dụng thủ đoạn như vậy Hôm nay ta bỏ mạng chiếc con thuyền này Cùng đến thấy thỏa mãn rồi Nói đến đây Bao người đứng dậy khỏi bong thuyền Gà hi sâu một hơi Rồi lại nói Có thể để mặt đại phương sư tử phúc sư tôn của ta Bạn cho ta được chết toàn thây không Vậy phải xem tướng mạo của ngươi Có đáng giá được chết toàn thây hay không Ngồi bên cười lạnh một tiếng tiếp tục nói Còn chờ gì nữa Chờ ta đích thân ra tay sao Tại hạ tướng mạo sâu xí Hy vọng sẽ không làm ngô miễn tiên sinh kinh sợ Trong khi nói chuyện Sương mù mờ ảo Bao quanh bóng người nháy mắt tàn đi Để lộ khuôn mặt người đàn ông chẳng chịt vết nứt nẻ Người này khoảng chừng Bốn năm tuổi Giờ như quanh năm Phải hứng chịu gió biển Trên mặt ngã đại những vết nứt nẻ Rộng cả tất vì hơn phần nửa vết đất đã đóng vậy Nếu vẫn còn non nửa số vết đất Vẫn đang không ngừng gì máu Một lần người đàn ông nói chuyện Cờ đồng cơ mặt Khi những vết đất này trên mặt Lại gì ra máu Nhìn thấy tướng mạo của bóng người Ngô miễn hơi như mày lại Người này không giống người trong suy đoán của y Trước này y chưa gặp người đàn ông mặt xẹo này Trong đội thuyền của tử phúc Cũng không có ấn tượng gì Về một người như vậy Mặt xẹo dường như Nhìn ra suy nghĩ của Ngô Miễn Gà cười khổ một tiếng Nhẹ nhàng, nhàng sờ lên gương mặt đầy vết đứt nẻ của mình Nói Tại hạ vô hoàn sơn Vốn là ngư dân Đi theo người thân đánh cá trên biển Năm xưa ra biển đánh bắt cá gặp nạn trên biển Người thân trên thuyền toàn bộ đều đã chết Chỉ có ta được đệ tử đồ ảm Của đại phương sư cứu lên Về sau đại phương sư nhìn ra ta Có chút thiên phú Cho nên thu nhận hoàn sơn làm đệ tử trên danh nghĩa có điều Hoàn Sơn Đã bỏ lỡ giai đoạn vỡ lòng tốt nhất Tuy coi như có chút tư chất Nhưng vẫn thua kém hơn nhiều So với các sư huynh Được dạy dỗ sớm hơn Lâu này mới nảy ra suy nghĩ lệch lạc Là lợi dụng sinh hồn để nâng cao thuật pháp Ta tìm tưởng nguyên Cùng có thuật pháp tầm thường như ta Bảo hắn thuyết phục người lái thuyền Chu Quảng Nghĩa của hiệu buôn tứ thủy Cùng nhau đi thu thập sinh hồn Sau này sự việc vỡ lở May mà tưởng nguyên sư huynh đủ nghĩa khí Đến chết cũng không khai hoàn sơn ra Vẫn là ta không dám tư tưởng Để những sinh hồn kia nữa Có điều sau đó Trong lúc thu thập di vật của tưởng nguyên sư huynh Ta vô tình phát hiện ra Nơi bọn họ cất giữ những sinh hồn kia Ở ngay bên cạnh bến cảng Đăng Châu Nơi đó còn có một pháp trận dân hồn Do tưởng nguyên sư huynh đích thân chế tạo ra Ta thầm nghĩ bọn họ đã chết rồi nên sinh hồn ở đó không dùng thì phí Cho nên mới len lút Ra khỏi đội thuyền tìm đến Không ngờ Mà thầy sắp sửa luyện hóa được những sinh hồn kia Thì các vị tìm tới Nói đến đây Vu Hoàng Sơn thở dài nặng nề Sau đó cúi mặt nhìn bóng thuyền không nói nữa Chỉ chờ ngô miễn có thể đồng ý Cho gác toàn thầy. Có điều Vu Hoàng Sơn đợi một lúc lâu Cũng không thấy ngô miễn ra tay Cuối cùng gác gần đầu lên Nhìn nam nhân tóc bạc vẫn đang nhìn mình chằm chằm Lại mở miệng nói Ngồi bên tiên sinh định thả cho Hoàng Sơn Một con đường sống sao Bản thân người có tin không Ngồi bên cười lạnh một tiếng Đi người đàn ông mà xéo tiếp tục nói Người đó tên người là Vu Hoàng Sơn Vì sao mấy lần ta ra biển gặp tử phúc Đều chưa từng gặp người Nếu ngồi biết tiên sinh Cũng có khuôn mặt như Hoàng Sơn Thì sẽ biết cái gì gọi là không dám lộ diện trước mặt người khác Vua Hoa Sơn cười khổ Chỉ vào khuôn mặt đầy vết đất nẻ của mình Tiếp tục nói với Ngô Miễn Cái này là do năm đó Ta luyện sai công pháp Bị thuật pháp cắn trả gây ra Nếu không được đồng môn kịp thời phát hiện Thì e là năm đó Toàn thân ta đã thối giữa mà chết Sau này ta Luôn đội vải màn đen che mặt Hoặc là dấu đi diện mạo giống như vừa rồi Rất hiếm khi dùng mặt thật gặp người sau khi nói xong vua hoàng sơn nhìn ngô miễn rồi nói tiếp nhóm người ngô miễn tiên sinh mấy lần đi bái kiến đại phương sư tử phúc hoàng sơn đều tận mắt nhìn thấy chỉ là hoàng sơn dùng vải đen che mặt khoảng cách lại xa cho nên ngô miễn tiên sinh không chú ý tới mà thôi đã đến đây người đàn ông mặt xẻo lấy từ trong ngực ra một con dao găm gà kề dao lên cổ mình lại nói với nam nhân tóc bạc vua hoàng sơn tự biết tội nhiệt không có lý nào được sống tiếp nữa mong ngồi bên tiền sinh thanh toàn cho hoàng sơn Lấy cái chết tạ tội lòng nói chuyện người đàn ông mặt sẹo ẩn lê dao trong tay sượt qua cổ một nhát Màu tươi tư khắc văng ra khắp nơi ga đưa tay bịt lại vết rách trên cổ đang chảy máu ảo ảo ngã xuống băng thuyền không ngừng co giật đến bây giờ nạn nhân tóc bạc vẫn không tin rằng người đàn ông mặt sẹo cứ thế mà chết như vậy trong khi y đang nhìn chằm chằm vu hoàng sơn một tận bắt điền thấy gã hoàn toàn chết hẳn phần bao thuyền dây thân người đàn ông mặt sẹo đang cố sức dây giụa lần cuối trước khi chết đồ nhiệt bốc lên khói đặc Càng thủy thủ đứng xung quanh xem náo nhiệt nhìn thấy rõ nhưng nơi bốc ra khói đặc chính là vị trí dính bao tươi của người đàn ông mặt sẹo đã đến khi người ta phát hiện ra có gì đó không đúng thân thể vu hoàng sơn đột nhiên chầm xuống Màu tươi của gã vậy mà lại đốt cháy ra một lốt thùng trên bong thuyền dưới thân. Người đàn ông bà xẻo trực tiếp rơi xuống dưa khoang thuyền chất hàng hóa bên dưới. Hóa ra người còn có chiêu này. Ngồi bên cười lạnh một tiếng, đang định nhảy xuống theo người đàn ông bà xẻo. Đột nhiên nghe thấy, từ khoang thuyền phía dưới truyền ra tiếng là hét hoảng sợ. Cái gì rơi xuống vậy? Chiều lao đại, người mau đến xem. Người chết này, đốt không thuyền rồi. Hết trường 285 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Xin chào và hẹn gặp lại